Biết đâu thì crush của bạn cũng có thể động lòng. Người ta bảo là mưa dầm thấm lâu mà. Và mình muốn tặng cho các bạn một câu nói mà mình rất thích trong cuốn sách Nhà Giả Kim, đó là khi các bạn quyết tâm thì cả vũ trụ sẽ chung sức. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Và nếu như có ai đó hỏi rằng cảm giác crush của mình không hề thích mình là như thế nào, thì mình là người có thể biết rõ cái cảm giác ấy nhất. Bởi vì là crush của mình thì cũng đã không thích mình trong rất là nhiều năm. Và ngày hôm nay thì bằng tất cả những kinh nghiệm xương máu của mình, tất cả những nỗi niềm tương tư không biết làm sao của mình, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn 6 dấu hiệu cho biết crush của bạn không hề thích bạn. Và chúng ta sẽ bắt đầu những câu chuyện buồn này với dấu hiệu đầu tiên. Dấu hiệu đầu tiên đó là luôn luôn né tránh tiếp xúc với bạn. Nếu như bạn và crush của bạn cùng lớp chẳng hạn, và crush của bạn thì luôn luôn né tránh nói chuyện với bạn, luôn luôn né tránh đứng gần bạn, đến cả ví dụ như là học thể dục này hoặc là giờ chào cờ này thì cũng còn không bao giờ xếp hàng đứng gần bạn nữa cơ. Đi chơi với lớp hay tất cả những hoạt động chung của lớp thì đều né tránh đứng gần bạn. Thì chia buồn với bạn là crush của bạn không hề thích bạn, mà thậm chí lại còn ghét bạn cơ, và cảm thấy là bạn rất là phiền phức. Và mình biết là cái cảm giác đó nó tồi tệ đến như thế nào khi mà đã crush người ta không thích mình mà lại còn cùng lớp nữa. Và ngày nào thì cũng bị bơ thì thật sự là khổ sở cho các bạn. Và dấu hiệu thứ hai mà mình muốn nhắc đến đó là chưa từng một lần khen bạn. Cho dù crush của bạn là một người không biết nói lời hoa mỹ hay là một người rất nhút nhát, thì các bạn có biết không, nếu như bạn đó chưa từng một lần nào nói một câu khen bạn một điều gì đó thì có khả năng rất cao là người đó không hề thích bạn. Bởi vì khi mà bạn thích một ai hay bạn có cảm tình với một ai đó thì kiểu tự nhiên bạn sẽ cảm thấy là tất cả những cái gì của người đó thì bạn đều thấy rất là đẹp, rất là tuyệt vời ông mặt trời. Và nếu như người ta chưa từng khen bạn thì có thể là người ta không hề quan tâm đến bạn và cũng không thấy bạn có điểm gì tốt đẹp cả. Và dấu hiệu thứ ba mà mình muốn nhắc đến đó là bơ tin nhắn của bạn. Các bạn ạ, ở bất kỳ thời nào thì tình yêu cũng luôn luôn được nuôi dưỡng và nảy nở bằng việc nói chuyện gần gũi với nhau. Ở thời xưa thì các bạn có thấy là ông bà ta sẽ viết thư tay này, rồi cách đây khoảng 10 năm thì người ta sẽ dùng Yahoo. Mình còn nhớ là ngày xưa mình cũng dùng Yahoo nữa. Nhưng mà bây giờ thì có đủ thể loại Facebook, Insta, Zalo vân vân để chúng ta có thể nói chuyện, giao tiếp với nhau để trở nên gần gũi. Nhưng nếu như crush của bạn thì thường xuyên bơ tin nhắn của bạn, bạn nhắn tin cho người ta mà người ta chỉ xin, không dép, thậm chí là không thèm xin luôn. Hoặc là bạn nói ABC, XYZ thao thao bất tuyệt về một điều gì đó, thế nhưng mà bạn cũng chỉ nhận lại câu trả lời là ok. Hoặc bạn đã dùng đến tuyệt chiêu kiểu hỏi cậu có thích Maxi không, mà người ấy vẫn không thèm quan tâm đến chủ đề mà bạn đang nói. Thì thực sự rất chia buồn là khả năng cao là người đó không thích bạn như bạn nghĩ đâu. Dấu hiệu thứ tư đó là luôn luôn từ chối các cuộc hẹn của bạn. Nếu như tất cả các cuộc hẹn của bạn đưa ra đều bị từ chối, không chỉ là hẹn hò riêng, đi chơi, đi xem phim, mà những cuộc hẹn ví dụ như là cùng nhau đi đến câu lạc bộ hay cùng nhau đi chơi thể thao mà các bạn cũng đều bị từ chối, thì mình nghi là khéo khi các bạn còn bị liệt vào danh sách đen rồi, chứ không phải là không thích đâu. Và dấu hiệu thứ 5 mà mình muốn nhắc đến đó là luôn luôn sòng phẳng trong chuyện tiền bạc. Có thể là khi nghe đến đây thì các bạn vẫn chưa hiểu là tại sao, nhưng mà để mình giải thích cho các bạn nhé. Ở thời nay ấy, thì cái việc sòng phẳng trong chuyện tiền bạc, trong chuyện hẹn hò là một điều vô cùng văn minh, và mình rất là ủng hộ điều đó. Nhưng các bạn có biết không, nếu như khi mà các bạn đã dành tình cảm cho một ai đó, các bạn thích một ai đó, thì các bạn sẽ có một cái xu hướng đó là muốn chi trả cho một buổi hẹn hò, muốn mời người ta một cái gì đó. Và điều đó thì thể hiện tình cảm của bạn dành cho họ thôi, chứ nó không liên quan gì đến chuyện tiền nong cả. Và đó cũng là một cách để bạn có thể thể hiện bản thân mình. Thế nhưng mà nếu như crush của bạn quá là sòng phẳng trong chuyện tiền bạc, cái gì cũng chi ly rõ ràng, cái gì cũng 50-50, rất là sòng phẳng, thì có một khả năng rất cao là người đó không hề có ý gì với bạn và luôn luôn muốn giữ cái mức quan hệ, mối quan hệ chỉ là ở mức bình thường, bạn bè bình thường, người dưng, không có một chút tình cảm nào, nên là tất cả đều sòng phẳng với nhau. Dấu hiệu thứ 6 mà mình muốn nhắc đến đó là không bao giờ trêu chọc hay là đùa cợt với bạn.
Thực sự thì người ta sẽ chỉ trêu chọc và đùa cợt với những người mà người ta quan tâm, người ta để ý đến thôi, chứ không ai đi trêu chọc đùa cợt những người mà họ chẳng bao giờ quan tâm cả. Và nếu như crush của bạn không hề trêu chọc bạn, không hề đùa cợt với bạn bao giờ thì có khả năng đến 80% là crush của bạn không hề thích bạn. Đặc biệt là với con trai, khi mà con trai thích một ai đó ấy, thì luôn luôn trêu chọc, đùa cợt, rồi làm đủ chuyện để gây sự chú ý. Thế nhưng mà khi mà crush của bạn nó còn không thèm trêu bạn thì bạn không hề có tầm ảnh hưởng gì với crush cả, và crush nó không thèm quan tâm, không thèm để ý đến bạn. Các bạn ạ, và trên đây là 6 dấu hiệu cho biết là crush của bạn thì không hề thích bạn. Và thực sự những cái dấu hiệu này là những dấu hiệu đơn giản và mình tin là chắc chắn là các bạn cũng rất dễ nhận ra trong cuộc sống hàng ngày thôi. Thế nhưng mà có một vấn đề là đôi khi chúng ta luôn luôn không chịu chấp nhận điều đó. Tại vì là khi mà chúng ta crush ai, khi mà chúng ta thích ai thì chúng ta luôn luôn có những cái ảo tưởng, những cái ảo mộng của riêng bản thân mình về tình cảm và mong đợi họ cũng đáp lại mình. Và thỉnh thoảng thì chúng ta cứ cố chấp tin rằng là không phải là crush không thích mình. Nhưng mà lại có một tin vui dành cho các bạn, đó là tất cả mọi chuyện thì đều chỉ là tương đối thôi, và không có cái gì là chắc chắn cả nếu như crush của bạn có những dấu hiệu không hề thích bạn. Và nếu như bạn vẫn rất thích người ta thì bạn hãy cứ cố gắng thử quyết tâm theo đuổi người ta xem, bởi vì biết đâu thì mọi chuyện sẽ khác. Biết đâu thì crush của bạn cũng có thể động lòng. Người ta bảo là mưa dầm thấm lâu mà. Và mình muốn tặng cho các bạn một câu nói mà mình rất thích trong cuốn sách Nhà Giả Kim, đó là khi các bạn quyết tâm thì cả vũ trụ sẽ chung sức. Và các bạn cứ quyết tâm đi, biết đâu thì may mắn cũng sẽ mỉm cười với các bạn. Đương nhiên rồi thì không có điều gì là không thể cả. Và chúc các bạn sẽ may mắn trong hành trình cưa đổi crush của mình. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu cách cưa đổi crush thì mình cũng có làm video cách cưa đổi crush ở đây, và mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nhá. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhá. Bởi vì là mình sẽ tiếp tục quay trở lại với những video tiếp theo. Và đừng quên là nhấn cái chuông để các bạn sẽ là người nhận được thông báo, là người đầu tiên theo dõi những video tiếp theo của mình. Đừng quên là hãy kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoey. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.